Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Adora DP được sản xuất tại công ty cổ phần dược mỹ phẩm vì. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Adora DP cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của viên uống Adora DP l 450mg Kẽm gluconate 45mg Vitamin E 10mg Vitamin B1 2mg Vitamin B2 2mg vitamin B6, 2 mg, biotin, 0,5 mg, dạng bào chế, viên nang mềm. Lão hóa da là gì? Lão hóa da là dấu hiệu suy giảm chức năng của da, khiến độ đàn hồi của da giảm đi và các mô liên kết bắt đầu yếu dần. Kích cấu collagen, elastin cũng dần trở nên lỏng lẻo. Quá trình lão hóa sẽ dẫn tới sự suy giảm chức năng của da, thể tích da, mật độ da. Đặc biệt là collagen mất đi đến 1% mỗi năm ở phụ nữ. Công dụng và chỉ định của viên uống Odora DP. Công dụng. Cung cấp biotin, L-cysteine, kẽm, vitamin E và vitamin nhóm B, hỗ trợ hạn chế lão hóa da, giảm nám, sạm da. Hỗ trợ giảm triệu chứng tăng tiết bã nhờn trên da, giúp sáng da, đẹp da, giúp tóc và móng chắc khỏe. Chỉ định người lão hóa da ám sạm da người tăng tiết bã nhờn trên da người muốn đẹp da tóc và móng chắc khỏe cách dùng và liều dùng của viên uống odora dp liều dùng sản phẩm dùng đường uống liều dùng ngày uống một và hai lần mỗi lần hai viên sau ăn chống chỉ định của viên uống odora dp không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm lưu ý khi sử dụng viên uống odora dp đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc không ảnh hưởng Tác dụng phụ của viên uống Odora DP Khi sử dụng thuốc nhỏ mắt này, bệnh nhân sẽ có nguy cơ bị một số vấn đề dị ứng hay kích ứng mắt. Bệnh nhân có thể bị sung huyết ở mắt. Tình trạng ngứa ở mắt cũng đã được ghi nhận lại. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Odora DP, đồng thời biết cách sử dụng Odora DP sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.